tập 11. Phải đi thật sao? Không thương lượng nữa. Xe ngựa sẽ tới ngay thôi. Cô yên tâm, em dùng xe người trong thôn chuyên dùng để nhập hàng, không ai nhận ra đâu. Tiểu thư, có thể đừng đi được không? Ở bên đó không có gì cả đâu. Để em đi lấy quần áo cho cô. Tứ Nhi, em dọa anh sao? Em xem, hai người cãi nhau lại đi tìm anh làm gì? Em có còn để anh làm người nữa không? Em nói anh nghe đi, em tìm anh làm gì? Ui trời, đứa em gái ngốc của tôi trúng tà rồi. Trời ơi, đừng lượng nữa đi. Em gái, em nghĩ kỹ rồi à? Để anh đưa em về, anh sẽ đích thân đưa em về được không? Anh dạy em bắn lén đi. Em gái, nghề bắn lén này truyền cho nam không truyền cho nữ. Thật đấy, đây là quy tắc nhiều đời rồi. Anh không có lừa em đâu. Em có phải em gái anh không? Phải chứ. Vậy sao anh không thể phá lệ? Em đừng có khóc mà. Mau lau nước mắt đi. Em xem lòng anh tan nát luôn rồi. Em đừng... Tứ Nhi, em rể nhà chúng ta, dưới trướng anh có rất nhiều thần súng như vậy. Tên đó anh có dạy em không? Anh phải dạy thế nào đây? Em nói xem, em ở chỗ anh, sau đó không thiếu tiền của anh đâu. Em coi thường anh em sao? Anh nghe đây cho em, nếu anh không dạy em, từ giờ trở đi em sẽ ở đây không đi nữa luôn. Xem em gây họa cho anh thế nào. Tứ Nhi, không nói nữa, em bận lắm. Anh không bận, em làm gì vậy? Cậu không làm gì được nó đâu, cứ giao nó cho tôi. Anh không tin là anh không xử được em đấy. Anh còn không xử được em nữa chắc. Tôi còn không xử được nó nữa chắc. Xử nó thôi. Đúng là không xử được nó thật. Trời đẹp quá nhỉ. Ôi trời, thời tiết đẹp thật. Thời tiết hôm nay đúng là đẹp thật đấy.
Em đừng dò nữa. Em xem bỏ cuộc sống phu nhân giàu có lại tới đây chịu khổ làm gì. Tay em mịn màng biết bao, giờ mà sắp bong da luôn rồi kìa. Mau đưa cho anh để anh giặt cho em. Nhanh lên buông ra, anh có chạy em không? Sao mà em cứng đầu thế hả? Em xem ở đây giặt quần áo, chồng em ở nhà sẽ nghĩ thế nào chứ? Sao em không đi tìm chồng mình đi? Mau đưa cho anh, nghe lời. Anh không muốn để em báo thù cho cha chứ gì? Báo thù không phải là chuyện của đàn ông bọn anh hay sao? Liên quan gì đến phụ nữ bọn em chứ? Em xen vào làm gì? Nghe lời. Rốt cuộc anh có dạy không? Không dạy. Cởi hết quần áo ra, nhanh lên. Trời ạ. Tứ Nhi, nhanh lên. Chuyện này... Nhanh lên, đừng có cười, cả các anh nữa. Đem hết quần áo bẩn qua đây cho tôi. Tôi phục Lý Keo Kiệt đó thật đấy. Có lòng tốt khuyên cô ta rời đi, liền nói sẽ không ăn không ở không, còn dán lên tường luôn cho chúng ta nữa. Cửu Nhi, cậu lắm chiêu lắm mà. Cậu khuyên cô ấy đừng để cô ấy giặt nữa đi. Dò tới dò lui cũng chỉ có chài bộ này. Cứ tiếp tục thế này, ngày mai khéo mọi người cởi truồng tập luyện mất. Chuyện này tôi không nói con bé được đâu. Hay là tìm hỏi cứu hộ phụ nữ đi. Được rồi, anh đang bị thương, đừng đi nữa đi. Cửu Nhi, Lý Tứ Nhi và cậu sao lại thay đổi vậy chứ? Sao mà giỏi dày dò người khác thế? Lão Triệu, tôi thấy hai người này phải đưa tới khu địch chiếm đi. Không cần chúng ta phái bộ đội, hai người họ thôi là đủ rồi. Nhất định cũng hành kẻ địch tới ẻ chải luôn. Chỉ đạo viên, anh nói ai vậy chứ? Lại đi xếp chung tôi và con bé đó vào nhau. Tôi giống như con bé được sao? Có cách nào không? Làm sao bây giờ? Không làm gì được đâu. Không làm được sao? Vậy không lẽ cậu để cô ấy hành hạ cậu như vậy? Tiện thể hành hạ luôn cả chúng tôi à? Đại đội trưởng, tôi nói anh nghe. Chỉ đạo viên, con người tôi có một tật xấu. Từ nhỏ tôi đã lớn lên bên cạnh phụ nữ, không thể nói chữ không được. Vậy cậu định đồng ý với cô ấy kiểu gì? Tôi không nói không được. Chồng con bé còn keo kiệt hơn cả tôi nữa, y như đầu kim ấy. Tính tình em gái tôi cũng lại không tốt. Nó cứ đi chung với tôi nhiều, còn không đánh nhau nữa à? Đánh nhau xong kéo đầu người, cũng đánh thành đầu chó luôn đấy. Không nhìn ra cậu, còn biết nghĩ cho người khác nữa luôn đấy. Tôi chỉ còn có một đứa em gái này thôi. Nó mà sống không tốt, tôi cũng không sống nổi đâu. Chỉ đạo viên, anh làm gì vậy? Anh lè lưỡi rắn, anh định phun độc độc sao? Định làm gì vậy chứ? Cửu Nhi, cậu về phe nào thế? Tôi với các anh là cùng một phe mà. Cô ấy thì thuộc phe nào? Ai cơ? Lý Tử Nhi ấy. Phe bên đó. Cậu nói xem, cậu và phe bên kia cứ mắc qua mày lại như vậy, lãnh đạo có thể hài lòng được sao? Nhưng bộ trưởng Tiêu nói rồi, giờ chúng ta đang hợp tác còn gì. Mắc qua mày lại không phải là đang hợp tác hay sao? Hợp tác cũng phải có nguyên tắc mới được. Hợp tác không có nguyên tắc như vậy là không được. Đại đội trưởng, không được là sao? Tức là không được phép. Vậy nguyên tắc thì sao? Tức là tuyệt đối không cho phép. Không phải là như nhau cả sao? Cửu Nhi, nghe khẩu âm thì chúng ta cách nhau có xa lắm đâu. Sao tôi nói gì cậu cũng nghe không hiểu vậy chứ? Nếu không phải niệm tình cậu cứu tôi đã đánh chết cậu rồi. Được rồi, quay về tôi sẽ dạy lại cậu ta sao? Là cậu ta sẽ hiểu thôi. Tới rồi lại tới nữa rồi. Không được đưa quần áo cho cô ấy đâu nha. Này, đại đội trưởng, chỉ đạo viên, nếu tôi có thể kéo con bé từ bên đó về đây, có phải là được rồi không? Cậu định bắt cóc vợ người ta à? Chỉ đạo viên, sao đầu óc anh đen tối vậy chứ? Tôi là loại người đó sao? Đại đội trưởng, tôi là loại người đó sao? Không phải. Cái này gọi là kéo người về phe mình. Tôi học các anh đấy. Sao lại là học chúng tôi nào? Thì kéo người đấy. Sao lại không được nào? Tiêu rồi,
học chúng ta thật rồi, vẫn chắc chưa đủ tốt. Tôi đã nói chúng ta đừng cướp người của phe mình rồi. Có cướp thì cướp của bên đó kìa. Cướp người, cướp đồ, cướp tiền, cướp súng, lấy hết qua đây. Được, đúng là nên lấy. Dù gì cũng là họ nợ chúng ta mà. Có nghe rõ chưa? Đại diện đảng đã nói rồi, kéo người đi. Vậy tôi kéo nha, kéo đi. Nhưng mà lúc kéo người nhớ thành tâm tự nguyện đấy. Đại đội trưởng, thành tâm tự nguyện là sao? Khương Thái Công câu cá, cậu có hiểu không? Không hiểu. Tức là người ta tự nguyện thì cậu kéo, còn người ta không tự nguyện, không được miễn cưỡng, như vậy là làm trái quy tắc. Chứ không thì sao? Nếu không tính chất sẽ thay đổi luôn rồi. Thay đổi thế nào? Cưỡng ép phụ nữ, lập tức xử bắn. Không ai cứu nổi cậu đâu. Vậy để tôi suy nghĩ thêm. Đưa cho mẹ đi. Nào Sảo Nhi, đang làm việc sao? Ui trời, phong cảnh bên hồ đẹp thật đấy. Giống hệt như hồ Cối Xay lớn ở quê tôi vậy. Có câu tục ngữ rất hay, nước đẹp người đẹp. Đúng thật đấy. Bác gái, bác xem con gái của bác kìa, xinh đẹp biết bao. Không phải con gái tôi đâu, là con dâu nhà tôi đấy. Bác có phúc thật đấy. Có phúc gì chứ, con trai tôi đoản mệnh, đã chết theo cha nó từ lâu rồi. Vậy giờ ở nhà chỉ có hai người làm việc thôi sao? Có đứa con gái nhỏ nữa. Lúc tôi còn trẻ đúng là như vậy đấy, tôi quen rồi. Để cháu bảo bộ đội cho phái người qua đây làm việc giúp bác nha. Vậy thì phiền bộ đội quá rồi. Sao lại gọi là phiền được chứ? Chuyện của nhân dân cũng là chuyện của bộ đội mà. Cháu biết rõ về người này lắm. Anh ấy vốn là người làm lâu năm ở nhà cháu. Anh ấy rất lương thiện, cũng rất chăm chỉ. Không cần bao ăn bao ở đâu, cũng không cần nói chuyện với anh ấy, cứ coi anh ấy như con lừa, giao việc cho anh ấy là được. Vậy thì phiền bộ đội quá rồi. Người đó họ gì, tên là gì thế? Cứ gọi anh ấy là Trương Tam. Gì cơ? Trương Tam. Trương Tam. Em tới khi nào thế, dọa chết anh rồi. Bác gái thích anh lắm. Đúng không bác gái? Người ta cứ khen anh suốt, chỉ còn thiếu tặng biển cho anh nữa thôi. Thật hay đùa thế, khen anh những gì vậy? Nói anh giúp quả phụ nhà bác ấy thủ tiết. Thủ tiết nghĩa là gì? Anh xem, không phải anh đã giác củi tới tận cửa rồi sao? Bên trong cũng không ra được ngoài, bên ngoài chẳng vào được trong, còn không ra khỏi cửa lớn bao giờ. Tấm gương quả phụ đấy. Không phải chứ, anh nghe em nói mà. Cái gì mà anh thích Dương Sảo Nhi, đã nói với người ta chưa? Không phải, chuyện này, chuyện này em nghe ai nói thế? Ai mà chẳng biết chuyện này? Sao, sao ai cũng biết? Sao ai cũng biết? Sao ai cũng biết chuyện anh thích quả phụ vậy? Tóm lại là đúng chưa? Anh đã nói với cô ấy chưa? Anh nói hay chưa ư? Sao chuyện gì em cũng đòi quản thế? Thì em giúp anh đấy. Em giúp anh ư? Nhìn ánh mắt của em thế này, em sẽ giúp người ta sao? Em mau nói đi, tìm anh có chuyện gì? Em giúp anh lấy được quả phụ đó về. Anh dạy em bắn lén đi.
Lại là chuyện này phải không? Em đấy, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, báo thù cho cha em là chuyện của đàn ông bọn anh, liên quan gì đến phụ nữ bọn em. Em mau đi đi, đừng ở đây gây chuyện nữa. Em bỏ cuộc đi, đi thôi. Không có em, anh sẽ không lấy được quả phụ đó đâu. Không có em thì anh không lấy được quả phụ, phải không? Phải không? Anh nói em nghe, anh sẽ tiên lễ hậu binh, tiểu nhân trước quân tử sao? Chọn một ngày lành, chuẩn bị sính lễ cho thật nhiều, ăn mặc cho thật đẹp, anh sẽ cưới quả phụ đó về nhà. Sao lại không có em thì không được nào? Em nói anh nghe đi, không có em sao lại không được nào? Em nói đi. Trương Tam, em không ngờ anh là loại người này luôn đấy. Anh quá đáng quá rồi. Ngài Hoàng Đạo, Ngài Hoàng Đạo anh không chọn, sính lễ cũng không chuẩn bị, cũng không hỏi xem đồng chí Dương Sảo Nhi có đồng ý không, đã muốn trói người ta đem về. Cái này là trói đấy, rõ ràng là cưỡng hiếp dân nữ, anh biết không? Bác gái tốt với anh biết bao, bác gái còn khen anh nữa đấy. Anh xem, em chồng người ta còn nhỏ thế kia, anh lại định bỏ thuốc mê bọn họ. Anh là loại người gì vậy chứ? Anh đúng là súc sinh mà. Nghĩ cho kỹ đi rồi tới tìm em. Cửu gia, ống nhòm của anh có phải là có thể nhìn rất xa không? Cửu gia, súng của anh có thể bắn bao xa vậy? Anh dạy tôi cách sử dụng đi. Dạy tôi cách sử dụng đi được không? Cửu gia, sao mặt anh lúc nào cũng bẩn thế? Này, gì mà này, tôi không có tên sao? Anh Hổ, cậu nói xem khẩu súng này của người Nhật lắp thêm ống nhòm lên trên này có tác dụng gì thế? Nhìn xa hơn, bắn chuẩn hơn, thiên lý nhãn đấy. Không đúng, trước đây tôi không dùng kính viễn vọng cũng bắn rất chuẩn. Từ lúc dùng ống nhòm lại thành ra không chuẩn là sao vậy chứ? Tại cái ống nhòm của anh không ổn thôi. Đại đội trưởng Tề có một cái ống nhòm của Đức đấy, nhìn rất xa, bắn rất chuẩn. Thật không? Thật. Vậy phải đi đâu kiếm đây? Anh đừng hỏi nữa. Tránh ra, tránh ra. Đã hiểu chưa? Ui trời, nhìn mặt trăng kìa. Ui trời, có phải là Hằng Nga đang đi tắm không? Nào, lấy băng chân cho tôi. Bà xã, bà xã, ông xã tới đón em về nhà đây. Tôi nói anh nghe, tôi làm cha anh làm mẹ, tổ chức quyết định thôi. Anh tưởng là tôi thèm anh lắm sao? Xem tôi chuẩn bị những gì cho anh đây này. Triệu Lão Yên, tôi nói anh biết, lúc không có ai, anh muốn gọi gì cũng được. Lúc có người mà anh dám gọi tôi là bà xã, xem tôi xử anh thế nào đây. Được lắm, của hồi môn không ít đấy nhỉ. Đi thôi. Không được, đồ của tôi bị mất rồi. Mất cái gì cơ? Đừng có đổ dạ cho tôi đấy nha. Đổ dạ cho anh làm gì? Ống nhòm sao? Cái lão mã để lại cho anh trước khi hy sinh à? Phải. Anh tìm cho kỹ đi, không mất được đâu. Tôi còn chẳng dám đụng đến, anh thử đụng vào đồ của tôi xem nào. Xem anh dên chưa kìa. Trong ba lô của anh có không? Không có, tôi đã tìm mấy lần rồi.
Ai lại dám đụng vào đồ của tôi vậy chứ? Đội y tế thu súng có thu ống nhòm đâu. Trời ạ. Cầm lấy đi. Cầm đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Ui trời, có rõ không? Rõ quá đi chứ. Vậy anh từ từ nhìn đi nha. Đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều đâu nha. Nhìn núi đi. Rõ quá đi chứ. Ui trời, cái này không được nổ súng. Nổ súng là lòi con mắt luôn, thành mắt quạ luôn rồi đúng không? Chỉ đạo viên, sao anh lại tới đây? Vết thương của anh sao rồi? Anh không nhận ra nó sao? Tôi bẻ ống nhòm của anh làm đôi. Bẻ ra làm đôi, buộc lên hai khẩu súng làm ống ngắm xa. Là cậu sao? Hả? Hả? Có phải là cậu làm không? Không phải đại đội trưởng bảo tôi nghiên cứu súng hay sao? Đồ khốn, tránh ra. Tránh ra. Đừng ra tay, đừng ra tay. Hở tí là đánh người. Anh là thổ phỉ sao? Đây là quân đội nhân dân. Nhìn anh như thổ phỉ ấy. Nhà anh ai làm thổ phỉ hả? Làm cái gì? Làm cái gì hả? Lão Tề, lão Tề, đừng kích động mà. Cẩn thận vết thương, vết thương. Cửu Nhi, cậu có biết mình gây quả rồi không? Có biết đây là cái gì không? Là di vật mà chiến hữu cũ để lại cho anh ấy đấy. Tôi còn không dám đụng mà cậu đi bẻ đôi à? Gây ra quả lớn rồi. Trời ạ, là ai đã làm? Không phải tôi làm đâu. Không phải cậu thì là ai? Là ai? Là ai đã làm chứ? Ai hả? Anh đấy, cẩn thận vết thương đi. Lão Tề, vết thương của anh còn chưa lành hẳn đâu đấy. Cẩn thận vết thương đi. Để tôi hỏi rõ xem nào, bình tĩnh đi được không? Cửu Nhi, cậu nói không phải cậu làm, vậy ai làm? Không phải tôi làm đâu, vậy ai làm? Cũng không phải anh làm, tôi không phải anh ấy làm, vậy ai làm chứ? Rốt cuộc ai đã làm nào? Cũng vẫn là tôi thôi. Chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy cho xa vào. Cầm lấy, đưa cho tôi. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Bắn chết cậu ta chứ gì nữa. Nói lời dư thừa. Lão Tề, hôm nay nếu anh dám đụng vào cộng lông của tặc cửu, tôi và anh không còn ngày mai nữa đâu. Tôi không cần ngày mai, tôi chỉ cần hôm nay thôi. Lời của tôi không tác dụng phải không? Bắn chết anh ta. Ngồi dậy đi. Đồ khốn, tôi hối hận không thể lấy mạng cậu ta đấy. Được rồi, đây là đâu nào? Anh định lấy mạng ai? Bớt giận đi mà. Bớt giận gì mà bớt? Tôi bớt giận tới nào đây? Anh rõ ràng biết cái ống giòm đó là... Chẳng thà giết tôi đi cho rồi. Vậy cũng làm được gì đâu. Anh định thế nào? Đem hầm quẩy luôn à? Anh nói xem phải làm sao. Chỉ đạo viên anh bớt giận đi. Anh đừng giận mà, được không? Tôi biết rồi. Còn không phải tại cậu nữa sao? Được rồi, không liên quan đến cậu. Được rồi, tôi chấp nhận. Vậy anh nói xem phải làm sao. Còn phải làm sao được nữa? Để tôi nấu giúp anh một nồi keo. Dính vào vẫn dùng được mà. Có cái kiểu bảo vệ lính như anh hay sao chứ? Đội ngũ cách mạng có thể như vậy được sao? Tôi bảo vệ lính chỗ nào? Cậu ta sắp thành ông nội tôi luôn rồi đấy. Tôi nói cho anh biết tôi giác ngộ cỡ nào. Tôi cũng đánh cậu ta không ít đâu. Đại đội trưởng, đừng so đo với anh ấy làm gì. Thật đấy, đừng so đo, cậu im đi. Tôi bảo vệ lính chỗ nào? Anh như thế nào tự anh còn không biết nữa sao? Làm sao nào? Cãi nhau cái gì? Đây là chỗ nào chứ? Trật tự đi. Để người ngoài nghe thấy luôn rồi kìa. Xấu khổ biết bao. Tôi không mất mặt chung với hai người đâu. Cửu Nhi, tôi nói cậu nghe. Tôi đã mất mặt với anh ta bao nhiêu năm rồi chứ. Tôi thèm để ý tới anh ta sao? Cửu Nhi, hay là thế này đi. Cậu qua đó xin lỗi anh ấy đi. Chuyện này cũng xem như bỏ qua. Tốt xấu gì cũng là cán bộ mà. Xin lỗi là xong sao? Tôi thấy được đấy. Được. Được gì mà được? Cậu nói được là được sao? Tôi nói anh biết, giờ anh đang là cán bộ chính trị đấy. Anh không được kích động. Tốt xấu gì cũng phải hỏi rõ đầu đuôi chứ. Cửu Nhi, chuyện này là sao?
Chỉ đạo viên, tôi ấy mà. Khẩu súng đó của tôi khác với mấy khẩu khác, có thêm một cái ống nhòm. Có phải tôi phải mò cho ra hay không? Vậy nên tôi mới cố mò nó. Vậy nên tôi mới suy nghĩ chuyện đó. Vậy nên tôi mới làm như vậy với nó đấy. Tôi hiểu rồi. Cậu ta muốn tìm một cái thay thế. Còn không phải sao? Phải. Có vậy cũng đừng dùng cái của tôi chứ. Trung đoàn trưởng cũng có. Lấy của tôi làm gì? Chức của anh nhỏ hơn mà. Anh nghe kìa. Nghe đi. Được rồi. Anh bớt giận đi. Bớt giận. Cửu Nhi, chuyện đó sau này tịch thu được ống nhòm thì đưa cho ai trước nào? Chỉ đạo viên, đúng rồi. Anh nghe đi. Anh còn muốn thế nào nữa? Nói với cậu ta đi. 8X, người ta đang ở đó, anh tự mình nói đi. Anh nói đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu ta. Tám X, có nghe rõ chưa? Dễ thôi, hai cái. Đồng chí Trương Tam nhờ tôi chuyển lời tới anh. Dễ thôi, hai cái. Tám X sao? Tám X đấy. Được. Qua đây đi. Qua đây ngồi đi. Mệt chết tôi rồi. Cửu Nhi, chuyện đó, chuyện đó. Ống nhòm có ngắm chuẩn được không? Khó lắm, phải dí mắt thật sát vào mới nhìn thấy mục tiêu được. Hễ nổ súng sẽ bầm mắt một phát trước. Vậy phải làm sao đây? Thứ này kỳ quái lắm. Ngắm chuẩn được tôi đã dùng từ lâu rồi. Còn đợi cậu ta sao? Đầu óc anh thông minh bằng cậu ta sao? Phải đấy, này. Có cách giải quyết không? Để tôi nghĩ xem. Nghĩ xem. Chỉ đạo viên, nửa cái ống nhòm đó của anh đâu? Ống nhòm đâu? Ống nhòm của tôi đâu? Hai mươi năm sau vẫn là một hảo hán. Có rơi đầu cũng là vết sẹo bằng cái bát thôi. Tới đây. Cảm ơn đồng chí Trương Tam. Tôi đã không còn là tôi nữa rồi. Giờ tôi là một chiến sĩ bác lộ quân vô cùng vinh quang. Chúng ta có kỷ luật, mong anh hiểu cho. Cảm ơn đồng chí. Cảm ơn. Tên họ Quách đó lại tới, đòi chúng ta trả nợ vợ chưa cưới cho anh ta. Anh xem phải làm sao đây. Ai bắt gì vợ chưa cưới của anh ta đâu. Có nói vậy cũng vô ích. Trả lời thế nào đây? Tôi mặc kệ anh ta thôi. Không thành vấn đề. Tôi quyết định thế nào thì tôi chấp hành như vậy thôi. Vậy nữ tù binh người Nhật đó, thứ cô ta viết ra đã phiên dịch được chưa? Anh có dám bảo đảm những gì cô ta viết đều là thật không? Tôi mặc kệ cái cô ta viết là thật hay giả. Cứ dịch ra trước rồi tính. Mời phiên dịch từ phân khu tới đi. Đám phiên dịch đó nói chuyện thường ngày thì được, chứ phiên dịch chuyên nghiệp có thể dịch ra được sao? Hay là bảo Lý Tứ làm đi. Lý Tứ, lão cũ tới đó rồi, nhưng lại bị lão Quách đuổi về. Hay là anh đi đi, hay là tôi. Chuyện của Ryosuke Hane phải giải quyết thế nào đi? Chúng ta đâu thể cứ nuôi cô ta mãi được chứ. Giờ bà con cũng bắt đầu nói rồi, nói chúng ta nuôi người Nhật, còn cho cô ta ăn đồ ngon nữa. Họ ý kiến nhiều lắm. Hay là đưa tới quân khu đi. Được. Để Tạc Cửu đi chung với cô ta đi. Một là trung đoàn chúng ta khó khăn lắm mới có được một thần súng, để cậu ta đắc ý trước mặt lãnh đạo một chút. Hai nữa là để cậu ta truyền thụ kinh nghiệm. Ba nữa là để lão Cửu có chút cảm giác danh dự đi. Dẹp anh đi.
Anh nhìn cậu ta kìa, có đem ra khoe nổi không? Cô sắp đi rồi đấy. Ở đây đã lâu như vậy rồi, không nhìn ngắm cho kỹ đi. Các anh định thả tôi sao? Sao đây, chúng ta sống chung đã lâu vậy rồi, còn chê tôi hôi sao? Thứ người hạ đẳng, nói tiếng người đi. Ngồi xuống một lát đi. Đã nói cô bao nhiêu lần rồi, bảo vệ cô thôi, bên ngoài hỗn loạn lắm. Một cô gái nhỏ như cô, nhìn gì mà nhìn, xem những thứ cô ăn hàng ngày kia kìa, đúng không? Đồ ăn ngon tới như vậy, trung đoàn trưởng của chúng tôi còn không được như vậy. Sắp đi rồi, chúng ta nói chuyện chút đi. Nào, anh biết không, căn bản anh không xứng là một tay bắn tỉa đâu. Vậy tay bắn tỉa thì phải thế nào? Một tay bắn tỉa thật sự, tâm trạng phải thật ổn định. Anh hoạt bát quá. Này, nói về người yêu của cô đi. Còn cả anh trai người yêu của cô nữa, bọn họ là người thế nào? Sanada Takeshi, còn cả Sanada Mio nữa. Bọn họ từ nhỏ đã được giáo dục cao cấp. Từng lời nói cử chỉ của bọn họ đều vô cùng cẩn thận. Bọn họ không giống như anh, chuyện gì cũng viết hết lên mặt, càng sẽ không tùy tiện nổi giận. Trong trí nhớ của tôi, anh trai anh ấy, Sanada Takeshi, là sinh viên ưu tú tốt nghiệp học viện lục quân Nhật Bản, là học sinh của thiếu tá Merkel của Đức. Bọn họ dùng khoa học để đánh trận. Khoa học anh có hiểu không? Tất cả là vì Đại Đông Á cùng phồn vinh. Vậy nên anh đừng hòng đánh bại được bọn họ. Rồi một ngày, anh em bọn họ sẽ dùng anh làm tương chấm thôi. Vừa nãy chắc là tôi đã tổn thương lòng tự tôn của anh rồi. Tôi xin lỗi. Ui trời, dọa chết tôi rồi. Tôi thoát mồ hôi hột rồi đây. Thôi để tôi chạy đi. Không phải chứ, một cái chăn rách thôi mà cô cũng mặc được thành kimono Nhật Bản luôn. Đồ khốn. Mẹ ơi, mẹ ơi, người đó lại tới quyến rũ chị dâu con nữa này. Hết rồi, trong bụng không còn gì nữa rồi. Nôn chết anh rồi. Ryozuki Hane đó đã bỏ thuốc anh. Đó chưa phải thuốc tốt nhất đâu. Em có loại thuốc tốt đây, để em cho cô ta uống gấp đôi, xem có chơi chết cô ta không. Tứ nhi, cô ta không thể chết được đâu. Anh yên tâm, cô ta còn có tác dụng, nhất định phải chết. Sao em lại không nghe lời anh nói vậy? Được rồi, không nói nữa. Em nghe anh cả đấy, em nghe anh cả đấy. Nghe cả đấy. Anh nói sao thì là vậy đi. Tứ nhi, chút nữa thì anh không gặp lại được em nữa rồi. Sao anh không chạy xa chút nữa đi? Chết trước nhà người ta luôn rồi. Mạng anh cũng lớn thật đấy, không có em thì anh chết 8 lần luôn rồi. Ông trời phù hộ, phù hộ Trương Tam Anh đại nạn không chết.
Tứ Nhi, em là Quan Thế Âm Bồ Tát của anh. Em là chị gái Quan Âm của anh, chị Quan. Em còn thì anh còn. Anh sẽ lại có thể cùng Dương Sảo Nhi sinh vài đứa con rồi. Trấn Sơn Hảo chúng ta cũng có người kế thừa. Trấn Sơn Hảo cảm ơn em. Anh cũng hay thật đấy, trúng độc mà còn chạy được tới 2 dặm sao? Sao anh không chạy xa chút nữa đi? Tứ Nhi, lúc đó đầu óc anh rối lắm. Anh chỉ nghĩ còn chút hơi tàn thì mau sinh con thôi. Sinh con rồi anh chết cũng nhắm mắt. Bây giờ nhớ lại, đúng là trẻ con quá. Trẻ con quá, lỗ mãng quá. Anh phải giống như em lúc này, ăn cho no bụng, bồi dưỡng cơ thể thật tốt, rồi mới tới chỗ quả phụ trẻ làm chuyện đó, sinh mấy đứa con tốt biết bao. Nóng lòng quá rồi, sau này không như vậy nữa chị Quan. Trời ạ, sau này còn gặp chuyện tương tự thì tới chỗ em trước. Tứ Nhi, em là bác sĩ, em nói xem quả phụ trẻ đó có phải là sẽ sinh được rất nhiều không? Anh hỏi em đấy, bác sĩ Lý. Chị dâu, em muốn ăn cháo kê. Cái này là để cho thương binh mà. Chị nói xem bác sĩ Lý đó sao lại chữa khỏi cho anh ta vậy chứ? Chết đi cho rồi. Em nói gì vậy chứ? Gì mà sống chết ở đây? Đó là ân nhân của nhà chúng ta đấy, cũng đâu phải là em không biết. Đừng quăng nói linh tinh. Mẹ nói rồi, không có con trộm nào không ăn trộm gà hết. Tường có cao đến đâu anh ta cũng trèo qua được thôi. Chị dâu, chị không được làm chuyện có lỗi với anh trai em đâu đấy. Đứng lại. Những câu này là mẹ dạy em nói với chị à. Tóm lại em không thích. Chị nấu cháo cho anh ta. Honey, chúng ta cạn ly đi. Jiro, phòng mật vụ vừa nhận được tình báo, tiểu thư Hane sắp bị chuyển đi rồi. Đến lúc anh nên hạ quyết tâm rồi đấy. Anh đã cố gắng hết sức rồi. Sự thật đã chứng minh. Anh không cứu nổi cô ấy đâu. Bộ đội trưởng đã chấp nhận ý kiến của trung đội trưởng rồi. Là anh đã nói với anh tôi sao? Tôi không cần phải nói với anh trai anh. Chuyện của anh đã loạn hết cả lên lâu rồi. Chuyện tới Mãn Châu luôn rồi. Anh định gì một tù binh mà bị chê cười như vậy sao? Không, tôi nguyện rời khỏi gia tộc Sanada kia. Có gì đáng cười sao? Trung tá đã lường trước. Trước sau gì anh cũng quyết định như vậy rồi. Tận trung với thiên hoàng bệ hạ, hay là chết vì một người phụ nữ? Anh tự mình chọn đi.